thế nào là thường chỉ cho chư phật rõ tướng vô tánh không của thế gian nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng vô tánh không của sắc thế gian cho đến tướng vô tánh không của trí nhất thiết tướng thế gian Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh không của thế gian. Lại nữa, thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng tự tánh không của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng tự tánh không của thế gian? Nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng tự tánh không của sắc thế gian, cho đến tướng tự tánh không của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng tự tánh không của thế gian. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh tự tánh không của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh tự tánh không của thế gian? Nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng vô tánh tự tánh không của sắc thế gian cho đến tướng vô tánh tự tánh không của trí nhất thiết tướng thế gian thiện hiện như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh tự tánh không của thế gian lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng thuần không của thế gian thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng thuần không của thế gian nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng thuần không của sắc thế gian cho đến tướng thuần không của trí nhất thiết tướng thế gian thiện hiện như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư phật rõ tướng thuần không của thế gian thiện hiện nên biết do nghĩa này mà bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư phật thật tướng thế gian lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thường chỉ cho chư Phật tướng thế gian, nghĩa là làm cho không khỏi lên tư tưởng thế gian này hoặc thế gian kia. Vì sao? Vì thật sự không có pháp nào để có thể khỏi lên tư tưởng thế gian này, thế gian kia. Thế quyển thứ 510